các mọi người. Mỹ chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của Mỹ nha. Ngày mới mấy anh em Mỹ lại tiếp tục để chạy ra khơi để đi làm biển. Sáng sớm thì ghe Mỹ ở tại xã của Mỹ thì có rất nhiều chiếc ghe lặn đang chuẩn bị chạy ra để đi lặn nha mọi người. Đây, hôm nay thì Mỹ phát hiện ra thì có rất nhiều chiếc ghe lặn. Đó, những chiếc chất cứng này là những ghe lặn của mọi người. Hiện tại chỗ điểm ghe Mỹ hiện tại đang lặn thì nó có những cái dấu hiệu có sò mỏ mọi người, nên những chiếc ghe này tới đó cùng thả thôi mọi người. Bởi khi mà biển chỗ Mỹ, cái chỗ nào mà nó có hải sản là chỉ có rất nhiều ghe để tới lặn nha. Nhưng mà những chiếc ghe này toàn là những chiếc ghe mấy anh em đi chích điện không thôi. Nói chung thì chỗ Mỹ hiện tại thì đa số mấy anh em đi chích điện thì nhiều nha. Còn như đi dây không móc thì ghe Mỹ thì nhưng mà ít lắm mọi người, chỉ còn đâu đó vài chiếc ghe thôi, đa số người ta đi chích điện. Tại ghe Mỹ thì đang chạy tới lại cái điểm ngồi bồn dầu. Điểm này cách bờ 4 lý dữ. Mấy anh em thì đang ăn cơm. Đó, anh em thì ai cũng đang ăn mọi người. Mỹ thì cũng chỉ chuẩn bị ăn luôn đây. Đó, Mỹ cũng mời tất cả mọi người cùng ăn cơm cùng với mấy anh em luôn nha. Đó, ăn cơm xong rồi mấy anh em sẽ vào đồ. Rồi Mỹ cũng sẽ xuống để ăn cơm luôn nha. Khi nào tới điểm rồi Mỹ sẽ nhảy xuống rồi tìm những con sò ngòi hay là những con hải sản gì đó, rồi Mỹ sẽ ghi hình lại để cho mọi người cùng xem nha. Đó, giờ Mỹ mời tất cả mọi người cùng đồng hành theo dõi ngày mới làm biển của mấy anh em nha. Độ sâu ngòi này thì nó chỉ có 8 sải tay thôi cả nhà. Thì cứ một sải tay bình quân 1m65 nha. Đó, hôm nay thì Mỹ thấy nước nó hơi xấu luôn cả nhà. Nhưng mà Mỹ nhìn xuống dưới đất thì vẫn có thể ghi hình được nha. Mỹ vừa bắt con ốc mỡ này thì Mỹ phát hiện dưới này nó có một cái dấu của con sò lông. Wow, đây là một con sò lông đực nha. Đó, cả nhà, thường thì con sò lông đực thì nó sẽ trên mặt này nó sẽ bằng thẳng. Nó không có nhọn như con sò lông mà Mỹ thường bắt đâu nha. Một con sò meca nữa này cả nhà, mà Mỹ công nhận nãy giờ Mỹ nhảy xuống đây, nãy giờ mấy cái mánh sò hiện tại tại cái điểm này cái dấu nó chắc là khó thấy luôn cả nhà. Nó không có được, cái dấu nó không có được thấy to, nó chỉ nhỏ nhỏ thôi, rất là khó thấy luôn. Nếu mà cái dấu nó mà khó thấy, giờ mình chỉ đào thôi cả nhà. Mình đào có thể tỷ lệ có hải sản nhiều hơn. Đó, để con sò ngọt kia nó bé lắm cả nhà nên Mỹ không có bắt. Đây một con sò mai nữa này. Còn đây là con bà nó đã hy sinh rồi. Đó, giờ Mỹ sẽ cào thôi. Có dấu thì mình chạy đi bắt nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu như mà nó không có dấu thì mình cào hải sản nó sẽ ít đi. Một con sò mai nữa này cả nhà. Đó, hiện tại giờ sò mai thì thường thì nó đóng những con sò huyết nhỏ như thế này. Giờ Mỹ sẽ lột da bỏ lại để cho nó lớn nha. Đây, Mỹ phát hiện được một cái dấu của con sò ngọt này cả nhà. Đó, cái dấu nó cũng rất là khó thấy luôn. sò ngọn thì hiện tại thì sò ngọn đây là sò ngọn đầu mùa mọi người, thì nó sẽ cỡ này thôi. Nếu mà giữa mùa hoặc là cuối mùa thì nó sẽ to hơn. Con ốc mỡ điểm này to ha. Đó, ốc mỡ mình nghĩ con nó to cỡ này hoặc là to hơn một tí nữa thôi chứ nó không có to được nữa đâu. Con bạch tuộc đắt này cả nhà, bạch tuộc đắt này thường thì nó không có to, nó chỉ vừa thôi. Mỹ nhìn con bạch tuộc đắt này Mỹ không muốn bạn đâu đó cả nhà. Nhưng mà người ta cũng mua mật này khoảng 100 mấy ngàn đồng một ký mọi người, nên nhiều khi Mỹ cũng không muốn bạn nữa. Một cái dấu lằn của một con ốc đá này đó, một đường đi của nó đi như thế này. Này một con ốc đá màu đỏ, con này số này Mỹ chỉ bắt nó. Đây một con sò meca nữa. Con ốc này nó y như là một con ốc tỏi luôn cả nhà, nhưng mà nó không phải là ốc tỏi nha, mà Mỹ cũng không biết nó tên gọi nó là gì nữa. Ốc đó thì nó cỡ đó thôi, nó không có lớn. Đây ốc đá này thì bé quá. Con sò meca nữa đây. Meca thì nó cũng có lay dai. Một con cá mối thử này cả nhà đó, Mỹ cũng không có muốn bắt nó đâu cả nhà. Nhưng mà Mỹ muốn bắt nó thì Mỹ sẽ không có một cái là dính liền. Đó, con sò ngọt này Mỹ vừa cào trúng nữa nè, chứ không có thấy dấu đâu cả nhà, vì dấu nó bé quá. Là con sò này nó nhỏ nữa cả nhà, nên cũng hơi khó thấy. Con ốc mỡ nữa đây. Đó, ốc mỡ thì một con nào đấy một con luôn, nhưng mà ốc mỡ này nó cũng chai lắm cả nhà, cũng không có được nhiều. Bây giờ Mỹ bắt con này là chắc cũng tầm 3-4 con ốc mỡ gì thôi. Ốc này thì nó dài rồi cả nhà, nếu mà ốc già thì cái vỏ nó sẽ có dấu màu đen. Đây một con ốc đá bí tí nữa đây. Một con sò mai nữa này cả nhà. Thường thì có dấu hiệu những con sò quý nó đóng trong con sò mai này cũng sắp chuẩn bị tới mùa sò quý rồi đó cả nhà. Thường thì khoảng 3-4 năm về trước thì khoảng tới mùa này con sò quý nhỏ này nó nhiều lắm. Từ khi mà mấy anh em sắm điện xuống chích sò mọi người, nên con sò huyết nhỏ này nó cũng đã mắc mù khoảng 2-3 năm bây giờ cả nhà, thì nó cũng ít thôi, nó cũng không có nhiều. Đây một con ốc tỏi khá là to luôn này cả nhà. Ốc tỏi này là con, đây là con ốc tỏi cuối mùa này cả nhà. Một con cá đuối lão này cả nhà. Đó, mình nhìn con cá đuối này nó già rồi. Đó, cá đuối thì nó chỉ loại cá đuối ghim này thì nó chỉ to cỡ này là hết thôi này cả nhà, chứ nó không có được to nữa đâu. Để nhìn cái vòng tròn vòng quanh con cá đuối đó mọi người, nó cũng muốn dụng chân hết rồi đó mọi người. Xem thì cái vòng tròn nó không có được tròn nữa mà nó sụp vô sụp xuống, có nghĩa là con cá đuối nó muốn dụng chân vào đó cả nhà. Mỹ vừa mất con ốc tỏi này thì phát hiện thêm một con ốc tỏi khá là to nữa đây. Đó, con này là con thứ hai rất là to ha cả nhà. Xem nè, con này cũng dạng là một loại một luôn nha, tại vì vỏ nó dày á mọi người. Đó thì hai con tuy khác nhau nhưng mà giá trị vẫn như nhau nha. Ở con nào nó nặng ký thì nó sẽ tiền nhiều hơn. Con sò Meca nữa. Cái điểm này nãy giờ Mỹ bắt những con sò Meca toàn là sò to to không ha. Mỹ vừa cào trúng thêm một con nữa nè. Đó, con sò ngọ. Con sò lông đực, một con sò Meca. Đó, cái dấu lần này là cái đường đi của con sò Meca này cả nhà. Đó, nãy con sò Meca nó nằm ở chỗ này, rồi nó mới đi tới chỗ kia để làm hang lại đó. Đây là bạn Khánh. Bạn Khánh này đi ghi Mỹ thì cũng được 2 tháng mấy đây rồi. Bạn Khánh này hồi đó cũng có học chung là Mỹ nha, học với Mỹ từ lớp 2 cho đến lớp 5. Rồi Mỹ học hết lớp 5 rồi Mỹ nghỉ luôn, nghỉ rồi xong bước thẳng xuống đi biển luôn á mọi người. Đây bầy cá chỉ này, Mỹ nhìn mấy con cá chỉ này chắc là to ha. Đó, nó cứ chạy theo vòng theo Mỹ thôi, để theo Mỹ để ăn những cái con phù du của mọi người, hay là con gì đó mà Mỹ chạy Mỹ ấy bụi lên đó, rồi con phù du nó sẽ chạy lên rồi con cá nó sẽ ăn thôi. Rồi Mỹ vừa gặp cháu Tiên với bạn Khánh thì sò hiện tại thì chỗ này nó ít lắm cả nhà, không có nữa, nên mấy chú cháu sẽ vũ lên kia nha. Rồi, giờ Mỹ sẽ xeo cháu Tiên vừa tới kia luôn. Rồi dây đá đây rồi, giờ Mỹ sẽ tóm vợ và lên thôi. Mỹ cứ tưởng đâu có mình Mỹ với cháu Tiên với bạn Khánh lên thôi chứ, ai nhì cũng có anh nhỏ kìa. Hiện tại thì cháu Tiên với bạn Khánh đang ở dưới nước nha, đang chưa có lên. Kìa, có Vũ Tài con mất kìa. Đó, giờ thì sẽ phụ kéo lên nha, kéo những anh em khác lên. Rồi sẽ giờ đi tới chỗ nào xem có hải sản đó, mình làm tiếp nha. Đó, cháu Tiên cũng mới vừa lên luôn kìa. Đó, đây chú bé. Chú bé là chú của Vũ Tài Công luôn cả nhà. Hình như Mỹ nhìn trong cabin có luộc cái gì đó mọi người. Kìa, có anh Lát cũng mới lên luôn kìa. Để anh Lát lên bên này à, Mỹ không có thấy. Đây cũng được 2 phần bao sò vô nè. Đó cũng có được một mớ sò ngọt. Đây được mấy con ốc tỏi. Còn cái xô kia được mấy con sò lông nhỏ mọi người. Rồi ghi Mỹ đã đôn lên lại một xíu thôi, lắng da một tí nữa mọi người. Giờ thì mấy anh em sẽ bắt đầu nhảy lại thôi. Tại vì cái điểm này hôm qua cũng có nghe mấy ghi chích đó mọi người, cũng chích sò ngọt rất là nhiều luôn. Còn đây là anh Tâm đi ghi Mỹ thì cũng 3-4 tháng đây rồi. Rồi hai anh em cuối cùng cũng đã xuống tới đấy rồi. Giờ thì sẽ bắt đầu đi săn lùng những con hải sản thôi. Trời, Mỹ mới nhảy xuống thì phát hiện được một con sò ngọ rồi nè. Đó, sò ngọ thì nó chỉ lỡ cỡ cái này thôi. Đây, Mỹ lại gặp thêm một con nữa đây. Và Mỹ con này thì hơi to này cả nhà. Con ốc đá thì Mỹ phát hiện thêm một con sò ngọt nữa nè. Rồi không phải rồi cả nhà, Mỹ cứ tưởng đâu cái dấu của con sò ngọt chứ, hay nhì là một cái dấu của con sò meca. Tại vì do Mỹ không có thấy cái đường kẻ của nó mọi người nên cũng đoán sai. Ốc đá nhỏ quá nên Mỹ cũng bỏ lại luôn. Đây nữa nè. Hiện tại thì ốc đá nhỏ này nó cũng nhiều lắm cả nhà, nhưng mà Mỹ thì không có bắt đâu. Thì nó nhỏ quá, đó, Mỹ chỉ lựa những con ốc đá to như thế này mà bắt nè. Rồi, hình như là con sò ngọ này nó từ đâu nó nhảy tới này cả nhà. Rồi nó mới làm mánh lại thôi. Công nhận cái điểm này những ốc đá nhỏ nhỏ này nhiều lắm cả nhà. Cái này để vài tháng nó lớn lên là bắt quá ok luôn. Tại vì ốc đá nó cũng có giá lắm. Đây một con ốc tỏi nữa. Ở ốc tỏi này hiện tại thì giá cũng rất là cao luôn, nhưng mà không có để bán luôn đó cả nhà. Con bạch tuộc cát nữa nè. Cả nhà mình biết ai đây giờ ha, vẫn là cháu Tiên đây. Mỹ thường thì lặn dưới nước thì mau gặp cháu Tiên lắm. Con bạch tuộc cát nữa đây. Chung thì bạch tuộc này Mỹ cũng không có muốn bắt đâu mọi người, cũng bắt nhưng mà làm xuyên thì bắt, làm biến thì Mỹ không có bắt đâu. Rồi nó chạy rồi với lựa dây của Mỹ thẳng á. Lỡ cái điểm này nó cũng có ốc, người ta đang đặt những con bạch tuộc đây này mọi người. Nhiều lắm, chỗ Mỹ cũng tại ghi đặt bạch tuộc này cũng nhiều lắm. Đa số ở Mỹ và Phan Chí và Liên Hương thì đa số người ta sắm những con ốc để đi đặt bạch tuộc mọi người, cũng nhiều lắm. Giờ thì Mỹ sẽ tự sướng một tấm hình thôi. Kìa, cháu Tiên chạy tới kia nữa kìa. Nãy giờ chạy đi đâu cũng gặp cháu Tiên hết cả nhà. Chạy vô cũng gặp, chạy ra cũng gặp. Wow, cả nhà xem nè, chỗ này có một con sò mây rất là to luôn, nhưng mà cũng có một số sò huyết nhỏ đang bu nữa nè. Đây quá trời là sò huyết nhỏ luôn. Wow, để coi thử Mỹ đếm được bao nhiêu con nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 con. Đó, có một con sò mây thôi mà đóng 14 con sò huyết nhỏ luôn. Rồi Mỹ sẽ lặt ra bỏ những con sò huyết này, rồi chỉ bắt con sò mai này. Đây là thành quả sớm giờ của chính anh em đây các nhà. Thì ngày hôm nay mấy anh em lặn rồi thì cũng như mấy hôm qua thôi các nhà. Đó. Thì bữa nay ghi Mỹ thì lặn cũng được một bao mấy sò lộn xộn, nhưng mà chủ yếu hôm nay thì nó có sò mê ca nhiều nha. Đó thì ốc mở ốc đổ mọi người, dòm vô được một bao mấy như thế này. À, đây được mấy con sò lỏ này các nhà. Một, 3, 4. Đây. Rồi 6 con, 7 con mọi người. Đây con này 8 con luôn. Đó, được mấy con ốc tỏi. Đây, mới được mấy con ốc hương nữa này. Đó, mấy con ốc tỏi, mấy con ốc hương nữa cả nhà, nó như đó thôi. À, thì cũng được 2 xô sò mai mọi người, 2 xô. Đây, sò ngọ thì cũng được nửa can nữa này cả nhà. Đây, nó hơn nửa can xíu. Đó, sò ngọ thì nó cứ lỡ cỡ thôi mọi người. Cái con sò ngọ này là con sò ngọ đầu mùa mọi người, là nó sẽ cỡ này. Đây, bạch tuộc thì chắc cũng được 2 kg này. Toàn là những con bạch tuộc cá mọi người, nó không có bạch tuộc kia, hiện tại là có bạch tuộc cá. Đây, được một mớ sò lông đực đó mọi người. Đây, sò lông đực, toàn là sò lông đực thôi. Đó, cũng được một mớ thôi. Đó, rồi hôm nay thì mấy anh em chỉ lặn được như thế này thôi, cũng không nhiều không ít luôn cả nhà, cũng vừa thôi. Rồi Mỹ cũng chỉ xin kết thúc video tại đây luôn nha. Mỹ cũng chân thành là cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và theo dõi video của Mỹ nha. Rồi giờ thì Mỹ xin hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha.